Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Sip FPT 7. Hôm nay là Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn về tay trước nha. Cái máy đang ngồi có tên là PA PA Bicep Curl. Thì cái máy này tập rất tốt để cho chúng ta khai thác chùm FPT 7. Để bài tập này các bạn dựa ghế nha. Các bạn nên dựa ghế, không nên dày. Chừng khi nào mình đuối quá rồi mình hát sao đó, nên dựa ghế để cho nó phiêu vọng chuột. Và mình duy sưu tập căn bản là 7 rep full và 7 rep partial. Nghỉ 45 giây để bung cơ tối đa tập 7 set. Bài tập này tập xong là nghỉ tay trước luôn đó. Tức là tay trước đầu tiên các bạn bung gì đó bung biết, bạn tập gì đó tập không biết. Nhưng mà khi bạn vô tới 7 set, bộ 7 á, tức là bộ 7 và 7 set này á, là mình ngưng luôn. Nhưng mà Duy Nguyễn chỉ minh họa 2 set thôi, thời lượng video cho phép. Vô 2 1. Mày hát xôn ạ. Cố lên. Sáu. Cái nước lên. Cuối này. Mày Hộp. Căng ra thôi, căng ra gồng nó rút. Bấm giờ. Hít sâu thở đều. Hết sau tôi đều để phòng ngoại tivi. Cái giai đoạn này cực kỳ quan trọng, chúng ta không được cục ngã. Khi mà các bạn tập bộ 7 á thì chừng 2, 3, 4, 5 set đầu nó còn sung lắm nha, nó còn được lắm. Nhưng mà set tới 7, 6, 5, 3 set nó phê, trời ơi luôn. Hết sâu thở đều, tắt bà đi hỏi đi, đừng có cầm đi hỏi, đừng có cầm phone gì đó, cũng ghê gú gì nè. Đây là Duy Nguyễn quay minh họa cho bạn là set 1, set 2 đó. Chưa qua tới mấy set kia là nó còn phiêu dữ nữa mà thời gian không có cho phép. Ê quên à. Hết sổ. Các bạn nên nhớ là basso nó có hai cách nha. Khi đầu tiên á, dụ như các bạn là bạn chọn ngay đây, basso giữa đây nè, bạn giật lên thì là một cách. Bạn có thể tập luôn 7 cái rep basso như vậy, hoặc là basso dưới tỉ đây nè, giật lên tới đây thôi. Đó, hai cách. Hoặc là bạn thể đổi lúc này xong rồi giờ đổi dày, tùy thích à. Nói chung là gì, FSC7 á, nó không có cố định ở một cách tập, mà nó là một tập biến thể rất là phức tạp. Nó tạo cho cơ bắp bạn được tập cho kích thích tối đa bằng nhiều cách khác nhau. Nó tạo khả năng bối rối để làm sao cho nó bung màn cơ ra, để tạo cho cái cơ bắp nó có chỗ để phát triển. Bạn tưởng tượng cái nhà bạn chứa được có 1 tấn lúa à, thì mãi mãi làm tấn, đập bỏ nhà đi xây nhà khác chứa 2 tấn mới được. Ở khi mà cơ bắp phát triển rồi, nó bị sẽ giới hạn bởi cái màn cơ. Mà trong thuật ngữ của thầy Honey á thì nói rằng tạo để cho cuối cùng nó là một cái gì, một cái trạng thái kêu là chaos, tức là một mớ hỗn độn một mớ hỗn độn biết gì hết. Và chúng ta nạp supplement vào trong giai đoạn đó để phục hồi cơ và tiếp tục chinh chiến. Rồi, hẹn các bạn trong những clip full nha. Bye bye.